Xin chào tất cả các nhà đầu tư, xin chào tất cả các anh chị, xin chào anh chị học viên ạ. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và hôm nay thì Phan Anh sẽ hướng dẫn với các anh chị và các bạn những cái bài đầu tiên, những cái bài quan trọng về phân tích kỹ thuật. Thì như Phan Anh đã nói thì trong phân tích kỹ thuật thì có rất là nhiều các chỉ số, rất là nhiều các công cụ. Thì chúng ta sẽ lựa chọn một số công cụ căn bản vì cái thời lượng nó cũng không có nhiều, được chưa ạ? Và bài học này thì sẽ nói về nến. Vâng, nến, candlestick candle, đúng không ạ? Candlestick. Tức là gì? Chúng ta sẽ phân tích biểu đồ nến trong cái kỹ thuật mà khi mà chúng ta trading coins, được chưa ạ? Thì chúng ta biết rồi là hiện nay các cái công cụ phần mềm như là Tab Trader mà chúng ta cài trên điện thoại hoặc là Trading View chúng ta xem trên máy tính thì đều có những cái biểu đồ là hình nến. Trông nó giống cây nến, người ta gọi nó là candlestick, tức là biểu đồ nến. Thế thì cái này nó như thế nào, có bao nhiêu loại nến, ý nghĩa của nó ra sao, nhìn vào đấy để chúng ta biết được như thế nào, vân vân, đúng không? Thì nó sẽ có một số những cái thông tin là chúng ta sẽ cần trò chuyện với nhau. Thế thì chúng ta nắm bắt được cái thông tin và cái xu hướng và hiểu cái biểu đồ hình nến là rất là quan trọng, bởi vì đây chính là một trong những cái công cụ kỹ thuật cơ bản nhất để chúng ta nhìn vào để biết được là xu hướng tăng hay xu hướng giảm của thị trường, đúng không ạ? Phân tích tâm lý mua, tâm lý bán của các nhà đầu tư đó, và chúng ta sẽ xem vào đó để chúng ta biết được giá. Nhớ rằng là tất cả các phân tích đều đang nói về vấn đề giá, đúng không ạ? Giá của thị trường, giá của cái đồng coin đấy nó như thế nào, được không ạ? Vâng, chúng ta sẽ phân tích như thế này thì đôi khi là chúng ta sẽ không đoán được xu hướng, nhưng trong nhiều tình huống là nếu như mà sóng yên biển lặng, đúng không ạ, không có bão bùng, không có những cái tin tức xấu thì nhìn vào xu hướng nến, nến xanh, nến đỏ, nến ngắn, nến dài chúng ta sẽ biết được, đúng không ạ? Thì đó chính là cái việc là chúng ta sẽ cần phải phân tích. Thế thì chúng ta sẽ cần hiểu là biểu đồ nến là gì. Đó, hiện nay trong cái hoạt động giao dịch đầu tư ở mua bán chứng khoán hay là forex hay là coins thì chúng ta sẽ thấy là có những cái hình cây nến nó biểu thị cái sự thay đổi về giá lên hoặc xuống, lên nhiều hoặc xuống nhiều, liên tục hoặc là không liên tục, thì nó chính là được thể hiện qua cái biểu đồ hình cây nến. Và biểu đồ hình cây nến này thì chúng ta sẽ thấy rằng là về mặt lịch sử thì nó sẽ bắt nguồn từ Nhật Bản. Vâng, nghe đồn đâu là từ những cái thế kỷ thứ 16 người Nhật người ta đã sử dụng cái kiến thức này để phân tích giá gạo, đúng không ạ? Thế thì bây giờ thì người ta sử dụng nó như là một cái công cụ mang tính toàn cầu và dùng internet để phân tích chứng khoán Mỹ, chứng khoán các thị trường ngoại hối. Vâng, tên tiếng Anh của nó gọi là candlestick chart. Vâng, thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiện nay thì có ba cái biểu đồ mà được sử dụng phổ biến, đó là line chart là biểu đồ đường, đúng không ạ? Ba chart tức là biểu đồ thanh, và candlestick chart là biểu đồ nến. Thì tôi thấy là tôi rất là thích xem những cái biểu đồ nến bởi vì nó thể hiện rõ được là nó tăng hay giảm. Còn cái line chart thì chúng ta vẫn thấy ở tất cả các phần mềm chúng ta vào. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ vào một cái phần mềm CoinStart đi. Tôi sẽ nhìn cho các bạn xem. Đó, thì nó như thế này, thì nó gọi là cái biểu đồ line chart, tức là nó sẽ tăng tăng lên tăng xuống như thế này. Các bạn nhìn thấy nó chạy, ví dụ như một tuần chẳng hạn, nó sẽ chạy, ok. Đó, thì cái như vậy thì người ta gọi là line chart. Thế còn candlestick thì chúng ta vào tradingview.com. Chúng ta vào cái trang này chúng ta sẽ thấy, được chưa ạ? Vâng, thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích một cây nến chuẩn. Một cây nến chuẩn tức là nó sẽ là gồm có gì ạ? Phần thân nến, đúng không ạ? Phần thân nến, phần bóng nến, vâng, và phần chân nến, được chưa ạ? Vâng, bóng nến hay còn gọi là dâu nến ấy. Đó, thì cái phần dâu nến còn thừa ở đây, đúng không ạ? Thì nó biểu thị đấy là mức giá cao nhất, đúng không ạ? Và cái phần ranh giới giữa phần thân nến với phần dâu nến đó là phần giá đóng cửa của một cây nến xanh. Vâng, và giá mở cửa là ở phần bên dưới, và cuối cùng ở phần chân nến, đấy là mức giá thấp nhất đối với cây nến xanh.
cây nến xanh biểu thị giá đang đi lên, còn cây nến đỏ biểu thị giá đang đi xuống. Thì ở phần dâu nến đỏ, đúng không ạ, thì biểu thị giá cao nhất, và phần giữa phần dâu nến với phần thân nến thì biểu thị giá mở cửa, còn phần thân nến thì biểu thị cái khoảng giá nó bị đi xuống, được chưa ạ? Phần chân nến với phần thân nến thì biểu thị giá đóng cửa và mức giá thấp nhất của giá đóng cửa. Đó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có nến tăng và nến giảm, đúng không ạ? Nến tăng ở đây chính là nến xanh. Vâng, nến xanh. Thì chúng ta thấy rằng là nó luôn luôn bao gồm thân nến và bóng nến. Đấy. Và cái giá đóng cửa và giá mở cửa thì chúng ta đã nhìn thấy rồi, được chưa ạ? Thế thì ở đây thì có thể là có những cái cây nến nó không được chuẩn lắm, hoặc là nó có những cái hình dạng nó hơi kỳ lạ một chút, thì nó là do cái quá trình giao dịch của thị trường thôi. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ cần hiểu là giá của các cái đồng coin hay là giá của Bitcoin nó sẽ được biểu thị như thế nào, được chưa? Thì chúng ta thấy rằng là giá của một cái đồng coin là do thị trường quyết định, do người ta lực mua lực bán, do các tin tức nó quyết định. Và chúng ta sẽ thấy rằng là nó có những cái loại giá như nào. Nó có giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Thế thì giá mở cửa ở đây là cái mức giao dịch đầu tiên của kỳ đánh giá. Một cái kỳ đánh giá ở đây thì nó có thể là có 5 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, đúng không ạ, 1 ngày. Thế thì trong cái quá trình xem nến thì bao giờ mình cũng mở là xem nến 30 phút như nào, nến 1 giờ như nào, nến 4 giờ như nào, nến 1 ngày như nào, nến 1 tuần như thế nào, đúng không ạ? Thì nó cho phép để chúng ta ra các quyết định trong ngắn hạn và ra các quyết định trong trung hạn, ra quyết định trong dài hạn. Giá cao nhất là mức giá giao dịch cao nhất trong kỳ đánh giá. Kỳ đánh giá tức là cái nến 1 giờ hay là nến 4 giờ hay nến 30 phút, đúng không ạ? Giá thấp nhất là cái mức giá giao dịch thấp nhất trong kỳ đánh giá, được chưa ạ? Giá đóng cửa ở đây là mức giá giao dịch cuối cùng trong kỳ đánh giá. Và đây cũng là cái mức giá mà có ý nghĩa quan trọng, được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Mình biết được cái giá đóng cửa như này thì mình sẽ xem là cái phiên tiếp theo nó sẽ giảm nữa hay là nó sẽ bắt đầu có xu hướng phục hồi, tăng giá nhẹ, đúng không ạ? Thì làm thế nào để biết nó sẽ đảo chiều hay tăng giá nhanh hay tăng giá chậm thì nó phụ thuộc vào các cái chỉ số khác nữa và phụ thuộc vào tin tức. Đó. Thế thì tiếp tục, phần tiếp theo là tôi sẽ nói về các cái dạng nến mà trên thế giới họ đang sử dụng trong thị trường chứng khoán, thị trường Forex và bây giờ là đến thị trường coin, là một cái thị trường tài chính mới, đặc biệt là các cái đồng như là Bitcoin và các đồng top coin mà chúng ta hay mua bán, được chưa ạ? Tiếp tục, chúng ta sẽ nói về loại nến đầu tiên có tên là nến Majubozu. Vâng, tên nó hơi tiếng Nhật một chút, đúng không ạ? Majubozu. Tất nhiên về màu vẫn có hai màu là xanh và đỏ. Xanh là biểu thị giá lên và đỏ là biểu thị giá xuống, đúng không ạ? Majubozu xanh thì là gì? Ở đây người ta gọi nó là nến cường lực. Nến cường lực thể hiện là lực mua và lực bán rất là mạnh, rất là quyết liệt, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ là Bitcoin đang có một cái tin đi xuống thì bắt đầu là xuống đến 8.000 chẳng hạn, là người ta mua rất nhiều. Ta mua rất nhiều bởi vì người ta có lòng tin là giá sẽ phục hồi trong 1-2 ngày tới, thì lực mua sẽ rất mạnh, đúng không ạ? Thế nhưng mà Bitcoin đang 8.000 và lại tiếp tục có tin là chuẩn bị đi xuống đến 5.000, tôi giả sử thế, 6.000, thì bắt đầu lực bán có thể là sẽ xả ra. Đấy, thì đến là nó sẽ thể hiện rõ trong cái nến Majubozu, đúng không ạ? Nến này nó có đặc điểm là không có dâu, cũng không có chân. Đấy. Khi mà ba cái cây nến Majubozu này mà nó xuất hiện liên tiếp thì nó sẽ báo hiệu là xu hướng lên, nếu mà ba cây nến xanh, hoặc là ba cây nến đỏ thì sẽ báo hiệu là thị trường đi xuống rất là mạnh. Thì đấy, chúng ta nếu mà chúng ta không biết khi nào lên khi nào xuống thì chúng ta xem nến, đúng không ạ? Và để trong quá trình mình xem nến nó được thú vị hơn thì mình có thể mua một cây nến thơm thật, mình đặt đây châm trên bàn cho nó thơm, cho nó thi vị để xem nến kỹ thuật số nó đỡ căng thẳng, đúng không ạ? Vâng. Thế thì chúng ta thấy rằng là nến Majubozu là nến mà có thân nến là dài nhá, và chúng ta không nhìn thấy các cái dâu nến của nó đâu, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là cái ý nghĩa của nến và tên nến người ta đặt là Majubozu.
Tôi cũng không đặt cái tên này đâu, các bạn cũng không đặt cái tên này, mà thế giới người ta đặt và chúng ta dùng, được chưa ạ? Cái nến thứ hai là chúng ta gọi là nến spinning top, đúng không ạ? Spinning top. Thì nến này nó có cái đặc điểm là thân nến thì rất là ngắn và râu nến cũng như chân nến thì rất là dài. Còn tất nhiên màu thì luôn luôn có hai màu là màu xanh và màu đỏ. Xanh biểu thị lên và đỏ biểu thị xuống. Cái đặc điểm này người ta gọi là nến spinning top, tức là nến quay đầu. Nến quay đầu nó có biểu thị là thân ngắn, đuôi dài, râu dài, biểu thị sự trung lập của thị trường, đúng không ạ? Ít có dấu hiệu đảo chiều. Đảo chiều là đang lên, gục xuống, đang xuống, vục lên. Đấy người ta gọi là ít có dấu hiệu của sự đảo chiều. Còn tất nhiên nó có dấu hiệu thì nó sẽ được thể hiện bằng các nến khác, đúng không ạ? Thế thì cái thân nến này là thân nến ngắn, cho thấy là sự chênh lệch giá giữa giá đóng cửa và giá mở cửa là không cao, đúng không ạ? Bóng nến dài cho thấy rằng là sau một cái khi mà đã đạt giá cao nhất hoặc là đạt giá thấp nhất trong kỳ đánh giá thì có xu hướng là hồi lại, hồi tức là quay, đang giảm thì sẽ tăng, mà đang tăng thì sẽ giảm, đấy gọi là xu hướng hồi. Vâng, mình hay nói vui hay gọi là cá hồi đấy, đúng không ạ? Vâng, do đó khi mà cái nến spinning top này xuất hiện nhiều thì các bạn để ý, đúng không ạ, là chúng ta sẽ thấy là thị trường đang cần thời gian để đánh giá, đúng không ạ? Và lời khuyên là lúc này chúng ta các nhà đầu tư không nên đưa ra các quyết định mua hay bán ngay, và chúng ta có thể xem xét thêm các cái kỹ thuật khác, xem xét thêm các cái thông tin khác và đặc biệt là tin tức, đúng không ạ? Thế rồi thì nó có một cái hình mẫu là ba nến tăng hoặc là ba nến giảm, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn thấy ba cây nến đỏ nằm giữa hai cây nến xanh, thì bao giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là nến xanh sau đó đến ba nến đỏ, được chưa ạ? Nến xanh này, đỏ thì báo hiệu nến tiếp theo là cây nến thứ năm, là cây nến nó sẽ xanh. Và ngược lại, chúng ta sẽ là nến đỏ sau đó là xanh thì báo hiệu cây nến tiếp theo nó có thể sẽ là đỏ. Thì đấy gọi là hình mẫu ba nến tăng, đúng không? Tức là sau một cái cây nến đỏ đấy, sau một cây nến đỏ dài sẽ là một cây nến xanh nhỏ nằm trong nến mà chúng ta sẽ thấy là nến đỏ trước. Tiếp theo sẽ là nến đỏ dài khác, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mô hình này. Thường ở đây là chúng ta sẽ phân tích mô hình ba nến, được chưa ạ? Và sau này thì người ta sẽ phát triển nên cẩn thận hơn. Thì chúng tôi nghiên cứu, thì chúng tôi đánh giá và chúng tôi chơi, thì chúng tôi nhận ra rằng là nó có thể là 5 nến để cẩn thận, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn thấy 5 nến nó đi xuống, 5 nến đỏ đi xuống thì có thể nến thứ 6 nó sẽ đi lên. Hoặc là cẩn thận hơn nữa, chúng ta nhìn thấy 7 nến nó đi xuống thì nến thứ 8 nó có thể sẽ đi lên. Thì 3 nến hay 5 nến hay 7 nến thì nó sẽ đúng từng thời điểm. Hiện nay chúng tôi nhận thấy là khoảng 5 nến đỏ hoặc 5 nến xanh thì chúng ta sẽ có xu hướng là các cái nến nó sẽ đảo chiều. Thế nhưng mà 1 nến, 2 nến thì chúng ta rất khó xác định được xu hướng, đúng không ạ? Về vấn đề phân tích cái mô hình này thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau một nến đỏ giảm dài thì thị trường đã phục hồi bằng 3 nến xanh, đúng không ạ? Và ngược lại, đúng không ạ? Ngược lại, 3 nến xanh liên tục. Tuy nhiên sự phục hồi này yếu và không vượt ra khỏi được cái mức giá mở cửa của nến đỏ trước. Tiếp theo đó lại xuất hiện thêm một nến đỏ dài khác. Điều này có nghĩa là sự phục hồi là gì ạ? Vẫn tiếp tục là tạm thời thôi và xu hướng có tiếp tục giảm. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cũng sẽ thấy là ba cái nến này nó xếp hình đúng cái thứ tự là đi xuống thì sau đó nó sẽ xanh, hoặc là đi xuống, đúng không ạ? Thì đấy là cái mô hình để chúng ta xem, và chúng ta có thể nhân lên thành cái mô hình là 5 nến hay 7 nến như chúng tôi phân tích. Thì hiện nay chúng tôi thấy nếu mà mô hình mà cứ khoảng 5 nến thì chúng tôi có thể vào lệnh để chúng tôi mua, và chúng tôi có thể chốt lời được 3% cho một cái giao dịch. Nếu như chúng ta target chuẩn 2-3% là hoàn toàn khả thi. Như vậy nếu mà 2% một ngày thì nhân 1 tháng là 60% tháng, nhân với 5 là 12 tháng, chúng ta có 700% năm, rất tuyệt vời. Đấy là về mặt lý thuyết, đúng không ạ? Tương tự như thế, chúng ta sẽ thấy là có một cái gọi là nến bearings engulfing, đọc hơi khó đấy ạ, engulfing hoặc là bullish engulfing. Nến này nó hơi ngược nhau. Vâng, nếu mà
một cây nến xanh ở đằng trước và sau đó là một cây nến đỏ, một cây nến xanh ở đằng trước và một cây nến đỏ như thế này thì người ta gọi là bearish, đúng không ạ? Còn ngược lại là một cây nến đỏ đằng trước và một cây nến xanh ở đằng sau thì người ta gọi là bullish, được chưa ạ? Thì cái trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Nếu mà bearing nha, vâng, bearing là nến xanh trước và nến đỏ sau, nến xanh thân ngắn và nến đỏ thân dài, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ? Trong cái mẫu hình này thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau một cái xu hướng tăng mạnh thì sẽ báo hiệu khả năng giảm tiếp theo. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái hình mẫu như thế. Tất nhiên cái khái niệm hình mẫu tức là một cái khái niệm mà trông như thế này thì có thể nó sẽ xảy ra. Đấy, người ta gọi là hình mẫu hay là khuôn mẫu, tức là nó sẽ dập khuôn lại, đúng không ạ? Tôi nói lại nhé, bearish tức là một cây nến xanh thân ngắn và râu dài, chân dài, đứng cạnh một cây nến đỏ thân dài và râu ngắn, chân ngắn, thì xu hướng sẽ là có vẻ như là sẽ giảm giá. Và ngược lại, một cây nến đỏ thân ngắn, râu ngắn và chân ngắn đứng cạnh một cây nến xanh thân dài, râu dài và chân dài thì xu hướng sẽ là tăng, đúng không ạ? Xanh với đỏ nó cứ đặt với nhau như thế. Chúng ta gọi nó là hình mẫu nha. Vâng. Một cái loại hình nến tiếp theo, nó có rất là nhiều nến nhá. Nến tiếp theo là chúng ta gọi là nến hammer. Vâng, nến hammer tức là nến búa, tức là trông nó giống cái búa, nó sẽ là gì ạ? Cái hình dạng của nó rất là đặc biệt là cái chân nến thì rất là dài mà cái nến thì nó rất là ngắn, đúng không ạ? Vâng. Hay còn gọi là gì ạ? Hanging man, gọi là nến treo cổ. Vâng. Đấy, nếu mà nến màu xanh thì người ta gọi là nến hammer, còn nến màu đỏ người ta gọi là hanging man. Hanging là treo cổ đấy ạ. Vâng. Đây là một trong những cái dạng nến cũng thường gặp và có ý nghĩa dự báo. Dự báo như thế nào? Đấy là nhận ra sự suy yếu cũng như là sự đảo chiều của thị trường nhá. Nếu như mà chân nến rất dài và nến màu xanh như là cái búa sắp sửa đảo chiều, là đang xanh thì sẽ trở nên đỏ, mà đổi lại chân nến rất dài và thân nến màu đỏ thì đang đỏ sẽ trở nên xanh. Đấy là cái ý nghĩa chúng ta học hỏi. Tiếp tục là chúng ta sẽ chuyển sang một cái loại nến thứ tư. Đấy là inverted hammer, đúng không ạ? Tức là ngược lại, cũng vẫn là nến búa nhưng ngược lại, đúng không ạ? Và shooting star, tức là lúc này nhá, cái búa chúng ta cầm thì cái đầu búa ở bên trên, cái chân nó sẽ như này. Bây giờ cái nến inverted hammer nó sẽ làm ngược lại, là cây nến ở bên dưới, còn nó không có chân nến và nó toàn bộ chỉ là râu nến, đúng không ạ? Nó toàn bộ chỉ là râu nến. Tôi mô tả như này, còn các bạn nhìn hình các bạn thấy rồi đúng không? Các bạn nhìn hình. Và ngược lại là shooting star là gì? Cái thân nến màu đỏ nó ở dưới và cái râu nến nó rất là cao. Đó, chúng ta nhìn như thế này. Đó, thì cái nến này cũng là tương tự như vậy, đúng không ạ? Thân nến rất nhỏ hoặc là không có, hoặc là rỗng, người ta gọi nến rỗng đấy, đúng không ạ? Không có bóng nến, đúng không ạ? Và bóng dưới dài gấp 2 lần, gấp 3 lần thân nến. Đấy, tùy việc vào nó xuất hiện ở đâu và có tên gọi khác nhau. Thì cái này cũng sẽ là đưa ra cái phân tích là xác nhận cái suy yếu và đảo chiều sớm của thị trường. Đó, thì đấy là một số những cái mà liên quan đến cái nến hammer. Tiếp tục, đấy là tôi sẽ lại chia sẻ với các bạn thêm một số các loại nến nữa. Trên thị trường chúng ta sẽ nói về một cái loại nến số 5, người ta gọi là nến Doji. Vâng, ở Việt Nam Doji là một cái tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong phân tích về tài chính hoặc là coi thì nến Doji thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là những cái dạng nến là không đúng chuẩn. Đấy, ví dụ như là người ta gọi nó là nến ngôi mộ, đúng không ạ? Nến bia mộ. Nó chỉ là có một cái hình chữ thập màu đen như thế này. Một cái hình chữ thập, còn thập trên thập dưới như thế nào, đúng không ạ? Thế thì nến Doji là cái nến mà nó không chuẩn, thay vì có đầy đủ thân nến, chân nến, bóng nến, hoặc là râu nến, đúng không ạ? Thì Doji nó chỉ có bóng thôi. Điều này cho thấy là giá đóng cửa và giá mở cửa là gần như là bằng nhau. Giá đóng cửa và giá mở cửa gần như bằng nhau. Giá đóng cửa của phiên, ví dụ bạn đang xem 1 giờ thì giá đóng cửa bằng với giá mở cửa của phiên tiếp theo, đúng không ạ? Hay là của cái kỳ quan sát tiếp theo. Thế thì đây chính là cho thấy rằng là thị trường đang rất là do dự. Do dự là không biết là nên mua hay nên bán, nên chốt lời hay là nên không chốt lời, đúng không ạ? Và lúc đấy chúng ta cũng sẽ
cứ để quan sát thêm để nhận rõ ra xu hướng, đúng không ạ? Nếu mà xu hướng của nó là đi lên thì chúng ta sẽ lại được phân tích về cái đường uptrend và đường downtrend, và bằng cách là vẽ các cái biểu đồ. Thế nhưng mà ta đang nói về nến thì cái nến doji là cái nến hình chữ thập, là nó chỉ có bóng nến thôi, nó cho thấy là chúng ta đang do dự của thị trường. Các cái dạng doji, đúng không ạ? Ví dụ như doji chân dài là thân nó rất là dài và nó có một cái giữa. Doji chuồn chuồn tức là thân cực dài và có râu ở đầu, như thế này gọi doji chuồn chuồn. Doji bia mộ tức là dạng thân ở bên dưới và râu ở bên trên. Và doji sao trời tức là nó đều như nhau chữ thập như thế này. Nó có bốn cái dạng biến dạng của nó, đúng không ạ? Và ví dụ như là doji chân dài thì có bóng nến ở trên và bóng ở dưới rất dài. Doji chuồn chuồn, đúng không ạ? Chúng ta thấy đấy là không có bóng nến mà chỉ có dạng rất là dài thôi. Thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là giá thấp nhất là giá thấp nhất và thấp hơn rất nhiều so với giá cao nhất, đúng không ạ? Giá mở cửa và giá đóng cửa cũng là bằng nhau, đúng không ạ? Vâng. Doji sao trời thì chúng ta thấy rằng là đấy là cái hình thức mà nó không thấy có sự khác biệt nhiều. Ví dụ như là các cái trường hợp mà chúng ta sử dụng nến doji, ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn thấy trong trường hợp mà trong cái khuôn mẫu này là có hai cái nến xanh, sau đó đến nến doji và sau đó đến nến đỏ, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ nhận ra là đường hỗ trợ giá có vẻ như là đang có xu hướng giảm. Bây giờ là thời điểm tốt để chúng ta bán ra chốt lời và đợi nó xuống chúng ta mua vào. Đấy, thì đây là một cái khuôn mẫu nhá. Đây là một cái khuôn mẫu mà hai nến xanh, một nến đỏ, được chưa ạ? Hai nến xanh, một nến đỏ. Và ở giữa là doji. Tương tự như thế thì chúng ta có hai nến đỏ, sau đó đến nến doji và đến một nến xanh. Cái khuôn mẫu này, tất nhiên cái khuôn mẫu này khuôn mẫu ví dụ để chúng ta áp vào trong thực tế thôi, được chưa ạ? Thì cũng sẽ báo hiệu sự đảo chiều của thị trường. Và lúc này nến doji, cái phần bóng nến nó ngang như này, nó sẽ báo hiệu đường kháng cự, đúng không ạ? Đây là thời điểm tốt để chúng ta mua vào, bởi vì nó sẽ không giảm nữa, nó sẽ tiếp tục tăng, nó sẽ tiếp tục tăng. Thì chúng ta mua và chúng ta đặt target 20-30% là chúng ta bán, đúng không ạ? Có lời là chúng ta chốt lời, được chưa ạ? Doji chuồn chuồn cũng tương tự như vậy, được chưa ạ? Thì bây giờ là dạng khuôn mẫu là một nến đỏ và một nến doji chuồn chuồn, sau đó đến nến xanh, thứ tự từ trái sang phải nhá. Thì sẽ báo hiệu là sẽ kết thúc xu hướng giảm. Vâng, kết thúc xu hướng giảm và thời điểm là tốt để mua vào, bởi vì nó sẽ tiếp tục tăng bởi vì nến xanh rồi. Nến bia mộ cũng như vậy, đúng không ạ? Ngược lại, các bạn sẽ nhìn thấy sẽ có một cái nến xanh, một cái nến xanh và một cái nến bia mộ doji, sau đó đến một nến đỏ. Thường doji sẽ đi trước một cái nến xanh hoặc một nến đỏ, báo hiệu sự đảo chiều nhá, báo hiệu sự đảo chiều. Nếu như sau nó là đỏ thì là thời điểm là dẹp tốt để bán ra, nếu như sau nó là xanh thì thời điểm tốt để mua vào. Đấy là cái ý nghĩa của việc chúng ta sử dụng cái nến doji này. Thì tất nhiên như tôi nói với các bạn rằng là cái việc mà phân tích về nến nó cũng chỉ mang tính chất kỹ thuật, và tất cả các phân tích kỹ thuật thì mang tính ngắn hạn và có thể đúng trong trường hợp thị trường không có nhiều biến động, không có nhiều tin tức xấu, đúng không ạ? Không có những cái đột biến. Đó là cái ý nghĩa của việc phân tích kỹ thuật. Bởi vì trong lúc mà chúng ta không có những cái thông tin hỗ trợ tốt cho thị trường, kích thích thị trường hoặc là làm thị trường giảm xuống, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng phân tích kỹ thuật. Và phân tích nến là một trong những cái cách như vậy, được chưa ạ? Vâng, thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong các cái bài học tiếp theo, nói về rất nhiều đường BB, rồi thì RSI, rồi thì kháng cự, vân 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 vân, trong những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào.